Cô muốn giới thiệu các con bài Cô Công Nhân Sửa Đường. Chỉ với cái tên này thôi, các con đã thấy hoạt động của cô công nhân được tái hiện rất rõ nét qua phần tên gọi, đó là sửa đường. Và cô công nhân đã sửa con đường ấy như thế nào? Lựa chọn thế nào để tái hiện được hoạt động mà không phải là kể? Chúng mình cùng tìm hiểu bài này. Trước hết, hãy cùng cô đọc bài này nhé. Bác Tâm, mẹ của Thư, đang chăm chú làm việc. Bác đi một đôi găng tay bằng vải rất dày. Vì thế, tay bác y như tay một người khổng lồ. Bác đội nón, chùm khăn gần kín mặt, chỉ để hở mũi cái mũi và đôi mắt. Tay phải, bác cầm một chiếc búa. Tay trái, bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ chúng. Bác đập búa đều đều, xếp những viên đá để chúng kem chắc vào nhau. Hai tay bác đưa lên, hạ xuống nhịp nhàng, dường như bác đang làm một việc gì đấy rất nhẹ nhàng, chứ không phải công việc vá đường vất vả kia. Chỉ có mảng áo ướt đẫm mồ hôi ở lưng bác cứ loang ra mãi. Mảng đường hình chữ nhật đen nhánh hiện lên, thay cho cái ổ gà quái ác lúc trước. Thư say sưa ngắm miếng vá hình chữ nhật, thơm mùi nhựa đường hăng hắc ấy, rồi ôm cổ mẹ. Đẹp quá, mẹ vá đường khéo như vá áo ấy. Bác Tâm đứng lên, vươn vai mấy cái liền. Bác nheo mắt nhìn mặt đường. Nắng chói chang, một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt bác. Chúng mình cùng tìm hiểu kỹ hơn từng phần này qua cách miêu tả của tác giả Nguyễn Thị Xuyến nhé.